Tại Aomori, Nhật Bản, có một người nông dân vô cùng đặc biệt. Vườn trái của ông ấy thường xuyên đón tiếp người ngoài hành tinh đến. Ông ta còn từng nhận lời mời của người ngoài hành tinh để lên phi thuyền ngoài hành tinh nữa. Càng khó tin hơn là, sau nhiều năm qua lại mật thiết với người ngoài hành tinh, ông ấy lại trồng ra được loại táo không hỏng. Năm 2006, đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã phát sóng một chương trình. Trong chương trình, MC đã rất ngạc nhiên thông báo với khán giả, một người nông dân tại tỉnh Aomori, ông Kimura, trong điều kiện hoàn toàn không dùng thuốc trừ sâu mà đã trồng ra được quả táo ngon nhất trên thế giới. Vừa nói, người dẫn chương trình đã lấy ra một bức ảnh và nói cho mọi người biết, quả táo trong ảnh đã để được 4 tháng rồi. Quả táo thông thường sau 4 tháng thì sẽ như thế này, nhưng táo nhà ông Kimura thì lại tươi rói như vừa mới hái xuống vậy, thậm chí còn tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Chúng tôi còn thấy trên mạng, cho dù có để nửa năm thì quả táo của ông Kimura vẫn không hỏng. Tình trạng như thế này khiến các khoa học gia không sao hiểu nổi. Họ vẫn luôn nghĩ mãi làm sao quả táo không dùng đến thuốc trừ sâu và phân bón mà lại có thể giữ được sự tươi ngon đến kinh ngạc như vậy. Thậm chí có người còn cho rằng táo của ông Kimura đã phá vỡ quy luật tự nhiên. Sau khi chương trình phát sóng, ngay lập tức đã thiết lập kỷ lục chương trình có lượt xem cao nhất của kênh truyền hình này từ trước đến nay. Chỉ trong mấy ngày, đài truyền hình đã nhận được hơn 700 bức thư yêu cầu phát lại. Thậm chí còn có người gọi điện thẳng lên đài truyền hình biểu đạt là họ hy vọng có thể ăn được trái táo nhà Kimura dù chỉ một lần. Mọi người thậm chí còn đặt cho nó cái tên là quả táo kỳ diệu. Sở dĩ mọi người lại gọi nó như vậy không phải chỉ vì khoa học không thể giải thích được sự tồn tại của loại táo kỳ diệu này, mà hơn nữa trong quá trình trồng nó, ông Kimura còn trải qua rất nhiều hiện tượng thần kỳ. Vậy thì rốt cuộc ông Kimura đã làm thế nào mà lại có thể trồng ra được loại táo kỳ diệu đó? Tại sao ông ấy lại bắt gặp người ngoài hành tinh? Và quan trọng nhất là tại sao hiện nay có rất nhiều người Nhật Bản đều đang theo dõi ông Kimura và đồng thời cho rằng ông ấy có liên quan chặt chẽ với tiên tri ngày tận thế năm 2025? Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với mọi người về quả táo diệu kỳ của ông Kimura. Năm 1840, một người Đức là Josef von Liebig đã nghiên cứu ra phương pháp cây trồng hấp thụ chất dinh dưỡng và từ đó phát hiện ra tác dụng mấu chốt của nitơ, photpho và kali đối với sự phát triển của cây trồng, thúc đẩy sự phát triển của phân bón hóa học, đặt nền móng cho nền nông nghiệp hiện đại. Tiếp theo đó, vào năm 1939, nhà hóa học người Thụy Sĩ Paul Hermann Müller đã nhận được giải Nobel do phát hiện ra công hiệu diệt côn trùng của DDT. Lúc đó, DDT đã trở thành một trong những loại thuốc trừ sâu được ưa chuộng nhất lúc bấy giờ. Nhưng sau này người ta lại phát hiện, chất DDT gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường và sinh vật, vì thế đã nghiêm cấm sử dụng DDT. Nhưng việc cấm sử dụng DDT vốn không ngăn cản được sự ỷ lại của con người đối với thuốc trừ sâu. Rất nhanh sau đó, đã có các loại thuốc trừ sâu khác liên tiếp ra đời. Vì thế cho nên cùng với sự phổ cập của phân bón và thuốc trừ sâu, ngành nông nghiệp đã đi vào phát triển nhanh chóng chưa từng có. Tuy nhiên, đúng trong thời đại nông nghiệp phát triển nhanh chóng này, có một người nông dân lại lựa chọn một con đường tuyệt nhiên khác hẳn. Kimura Akinori, vốn có tên là Mikami Akinori, ông sinh năm 1949. Năm 22 tuổi, do cưới Kimura Michiko, trưởng nữ của nhà Kimura, nên ông đã ở rể và từ đó trở thành một thành viên của nhà Kimura. Kimura là gia đình có truyền thống làm nông, có sở hữu vườn táo rất lớn ở tỉnh Aomori. Vì vậy, sau khi đến ở rể nhà Kimura, ông đã bắt đầu cuộc sống làm nông của mình. Ở cái thời đại mà nông nghiệp phát triển nhanh chóng đó, chỉ cần làm việc chăm chỉ và phối hợp theo chỉ đạo của chính phủ địa phương, phun thuốc trừ sâu vào đúng thời gian thì sẽ trở thành người có tiền. Tuy nhiên, vợ ông Kimura lại bị dị ứng nghiêm trọng với thuốc trừ sâu. Mỗi lần phun xong thuốc trừ sâu thì đều phải nằm trên giường cả tuần liền. Mà trồng táo một năm cần phải phun tới 13 lần thuốc trừ sâu. Việc này khiến cho ông Kimura rất xót vợ. Vì vậy trong đầu ông ấy đã nảy lên một suy nghĩ, không phun thuốc trừ sâu có được không? Lý tưởng này nghe rất tươi đẹp, thế nhưng hiện thực thì lại tàn khốc. Nông nghiệp hiện đại quảng cáo dùm beng không có thuốc trừ sâu, thế nhưng những người dành về trồng cây ăn quả đều biết, nếu như không sử dụng thuốc trừ sâu thì sẽ rất khó mà trồng ra được táo tốt. Và thực ra không chỉ là táo, các loại cây trồng hiện đại hầu như đều phải phun thuốc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu không có thuốc trừ sâu thì rất nhiều người sẽ chết đói. Thuốc trừ sâu có thể phòng ngừa tác hại của côn trùng, cỏ dại, nấm, vi khuẩn và các loài gặm nhấm đối với cây trồng, từ đó giúp nâng cao năng suất cây trồng. Cho nên đối với rất nhiều người nông dân mà nói thì đây là kiến thức phổ thông. Tuy nhiên, kiến thức phổ thông này lại đã bị thay đổi trong một lần ông Kimura ra ngoài. Ngày hôm đó, ông Kimura đã đến tiệm sách để tìm mua một cuốn sách, nhưng cuốn mà ông muốn mua lại nằm ở giá sách tầng trên cùng. Và thế là ông ấy tiện tay cầm chiếc gậy gỗ bên cạnh lên để khều, nhưng lại vô tình khều luôn xuống cả những cuốn sách bên cạnh, khiến một cuốn sách khác bị hỏng. Cho nên ông ấy ngại quá, chỉ có cách là mua luôn cả cuốn sách đó về nhà. Tuy nhiên, ông Kimura không bao giờ ngờ đến rằng, chính cuốn sách mà ông ấy vốn không có ý định mua đó đã thay đổi cả cuộc đời của ông. Cuộc cách mạng một cọng rơm là một tác phẩm của nhà nông học người Nhật Fukuoka. Cuốn sách này đề xướng nông nghiệp không thuốc trừ sâu và phân bón. Ông Fukuoka cho rằng mẹ tự nhiên là hệ thống tốt nhất. Cho dù không có sự can thiệp của con người, cây cỏ cũng vẫn có thể mọc được tốt tươi.
Trọng điểm là sau đó, ông Fukuoka đúng là đã trồng ra được hạt gạo và quýt trong điều kiện không dùng đến thuốc trừ sâu. Sự việc này đã khiến cho ông Kimura vô cùng ngạc nhiên. Ông ấy bắt đầu suy ngẫm, nếu như ông Fukuoka có thể thành công, vậy thì liệu ông ấy có thể không dùng đến thuốc trừ sâu mà vẫn có thể trồng ra được táo hay không? Và thế là dưới sự ủng hộ của người nhà, năm 1978, người sở hữu 4 vườn táo là ông Kimura đã quyết định lấy một vườn táo ra để làm thí nghiệm. Ban đầu thì tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Trong điều kiện hoàn toàn không phun thuốc trừ sâu, cây táo vẫn đã thuận lợi nở hoa. Do nở hoa là tiền đề của kết quả, cho nên ông Kimura lúc đó nhìn thấy hoa nở đã mừng rỡ vô cùng. Thế nhưng chỉ một tháng sau, vườn quả lại xuất hiện điều bất thường. Ông Kimura phát hiện một số lá cây bắt đầu chuyển vàng, hơn nữa tình trạng này lại còn nhanh chóng lan rộng. Ngay lập tức ông đã ý thức được rằng những cây táo này đã mắc bệnh đốm lá táo rồi. Đây là một loại bệnh hại do chân khuẩn gây ra, nó sẽ sản sinh ra trên lá cây táo. Tình trạng này thường gặp trong những vườn quả không được phun thuốc trừ sâu. Vì vậy mà ông Kimura cũng không thấy bất ngờ cho lắm. Tuy nhiên tình hình còn tệ hơn ông nghĩ. Chẳng bao lâu sau, tất cả lá trong vườn táo đều đã biến hết thành màu vàng. Vào tháng 8 thì một nửa lá cây đã rụng hết. So với vườn cây của nhà khác ở bên cạnh, vườn quả nhà ông Kimura trông giống như địa ngục vậy. Nhìn cảnh tượng héo tàn trước mắt, ông Kimura không khỏi bội phục trước sức mạnh của thuốc trừ sâu. Thế nhưng ông Kimura vốn không có ý định bỏ cuộc. Ngược lại, sự thất bại như thế này lại làm khơi dậy tinh thần chiến đấu của ông ấy. Ông ấy tự nói với chính mình, nhất định phải tìm ra được cách để có thể khôi phục lại sự sống cho vườn táo. Và bước thứ nhất, trước tiên là phải bảo vệ lá. Bởi vì lá là nơi cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, là mấu chốt của sự sống. Chỉ cần tìm ra được cách diệt khuẩn hiệu quả là có thể thực hiện việc trồng táo mà không dùng thuốc trừ sâu. Vì vậy ông Kimura đã bắt đầu thực hiện các thể loại thí nghiệm điên khùng trong vườn táo của mình. Ông đã thử phun nước ớt cay, nước tỏi, thậm chí là cả nước wasabi để ức chế bệnh khuẩn. Lúc điên rồ nhất, thậm chí ông ấy còn phun cả xì dầu, hạt tiêu, rượu sơ chu vào trong vườn táo nhà mình. Hầu như là thứ gì mà có thể phun được thì ông ấy đều phun thử một lượt, nhưng vẫn không có hiệu quả. Lúc này ông Kimura còn ý thức được rằng, để tìm ra được phương pháp trồng táo không dùng thuốc trừ sâu, nếu chỉ dựa vào một vườn táo thôi thì không đủ. Bởi vì thông thường thì cây táo trong một năm chỉ cho ra kết quả một lần. Điều này cũng có nghĩa là trong 10 năm cũng chỉ có thể thử được 10 cách. Vì vậy, để tìm ra được mấu chốt phương pháp không dùng thuốc trừ sâu nhanh nhất, ông Kimura đã quyết định đặt cược hết cả 4 vườn táo mà mình có để làm thí nghiệm. Lúc đó rất nhiều người dân làng đều cho rằng ông Kimura này điên rồi, sao lại có người vứt bỏ tiền bạc để đi làm cái chuyện ngốc nghếch như vậy được chứ? Trong một lần phỏng vấn, ông Kimura có chia sẻ một cách chân thành, ông cũng không biết tại sao mình lại kiên trì như vậy. Trong lòng Kimura cứ luôn có một âm thanh nói với ông ấy, cây táo không cần thuốc trừ sâu. Tuy nhiên tình trạng của cây táo sau đó không những không cải thiện, mà ngược lại năm sau còn tệ hơn năm trước. Vào mùa xuân năm thứ 3, vườn cây nhà Kimura lại xuất hiện rất nhiều côn trùng có hại. Thấy tình trạng trước mắt như vậy, ông Kimura cảm thấy toàn thân mình như đang rớt xuống địa ngục vậy. Ông mau chóng chạy về nhà lấy mấy cuộn túi bóng rồi cùng vợ ra sức bắt sâu. Ông cũng từng định cúi đầu trước hiện thực và thừa nhận thất bại. Thế nhưng ngược lại, vợ con của ông lại động viên Kimura đừng từ bỏ. Bởi vì một khi ông từ bỏ thì toàn bộ cố gắng của 3 năm trước coi như là công cốc rồi. Vì vậy với sự cổ vũ của người nhà, ông Kimura đã tiếp tục chống cự năm này qua năm khác. Đến năm thứ 4, những cây táo vẫn chưa khai hoa kết trái, mà khoản tiết kiệm của nhà ông Kimura thì đã cạn kiệt. Bà của con gái của ông ấy cũng không có tiền mua quần áo mới, tất rách rồi cũng chỉ có thể vá đi vá lại. Vì để cho các con được tiếp tục đi học, ông Kimura bắt đầu chạy vạy vay mượn ở khắp nơi. Mấy nhà hàng xóm thấy thế không chịu nổi được nữa, đều lần lượt đến khuyên ông Kimura hãy bỏ cuộc. Thế nhưng ông ấy vẫn là quyết định không từ bỏ. Loại tính cách ngoan cố mạnh mẽ này đã khiến cho hàng xóm còn từng rất coi thường ông, thậm chí mọi người còn đặt cho ông ấy những cái tên rất khó nghe. Vì vậy cho nên, để bớt tiếp xúc với mọi người, ông Kimura luôn ra khỏi nhà trước khi trời sáng. Rồi đến khi những người nông dân khác đã gần như về hết rồi, thì ông ấy mới rời khỏi vườn táo. Và rồi đúng vào giai đoạn khó khăn nhất này, có một nhóm khách đã đến thăm vườn quả của nhà ông Kimura. Sự việc này xảy ra vào năm thứ 3 không phun thuốc trừ sâu. Lúc đó nhà ông Kimura vẫn còn có xe. Hôm đó vừa xong việc, Kimura chuẩn bị lái xe về nhà, thì đột nhiên ông phát hiện phía trước xe của mình có một đứa trẻ đang đứng đó. Đứa trẻ này mặc một bộ đồ bó sát rất kỳ lạ, khắp thân lại còn phát ra ánh sáng màu bạc. Kimura không thấy rõ hình dáng của đứa trẻ, cho nên ông muốn xuống xe để hỏi han xem đứa trẻ tại sao lại ở đây một mình. Nhưng đúng vào lúc ông ấy đang chuẩn bị xuống xe thì lại phát hiện toàn thân của mình không sao cử động được, chỉ có hai con mắt là vẫn có thể động đậy được, mà đây vẫn chưa phải là việc kỳ lạ nhất. Ngay sau đó thì đứa trẻ đã bước vào vườn táo và di chuyển rất nhanh trong vườn táo, cứ giống như là nó đang tìm kiếm thứ gì ở đó vậy. Trọng điểm là đây lại vốn không phải là sự việc kỳ lạ duy nhất xảy ra. Ông Kimura nói tiếp, khoảng hơn một tháng sau, vào một buổi sáng sớm nào đó, từ trong giấc mơ ông ấy đột nhiên tỉnh dậy thì phát hiện cửa sổ trong phòng đã bị ai đó mở ra. Tiếp theo đó, có hai cái bóng đen nhỏ bước vào. Họ có thân hình thấp bé và nhanh chóng lại gần Kimura.
Lúc đó ông Kimura cảm thấy khó hiểu, cho nên muốn bật dậy để xem thế nào. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại phát hiện mình không thể nào động đậy được. Không chỉ vậy, cái bóng người đen nhỏ đó còn đang không ngừng tiến đến gần ông ấy. Cuối cùng thậm chí còn giơ tay ra để nắm lấy cánh tay của Kimura. Trong chớp mắt, ông Kimura bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh. Sau đó ông ấy lại còn cùng hai bóng người nhỏ này bay xuyên qua tường, chậm chậm tiến về hướng của chiếc phi thuyền khổng lồ đang ở trên không. Ông Kimura nói, sau khi vào phi thuyền, cuối cùng ông ấy mới nhìn thấy rõ được hình dáng của họ. Làn da của họ trơn nhẵn, trông giống như kim loại và còn lờ mờ phát ra ánh sáng. Ánh mắt của họ lạnh lẽo, hầu như không có bất cứ biểu cảm nào cả. Nhưng kỳ lạ là Kimura lại không có cảm giác sợ hãi. Sau đó, ông Kimura phát hiện ngoài mình ra, trong phi thuyền còn có hai người khác nữa. Một trong số đó là một người phụ nữ da trắng tóc vàng kim, người còn lại thì là một nam giới. Họ bị người ngoài hành tinh đặt nằm trên bàn mổ. Người ngoài hành tinh hình như đang quan sát cơ thể của họ, nhưng lại không có ý muốn xem xét cơ thể của Kimura. Ngược lại, còn thông qua phương thức thần giao cách cảm để mời ông Kimura vào trong buồng lái tham quan. Thậm chí người ngoài tinh còn lấy ra một tấm kim loại màu đen và nói với Kimura rằng đây chính là bộ nguồn của phi thuyền. Hai sự việc diễn ra này đã khiến cho Kimura hoàn toàn tin rằng trong vũ trụ còn có những sinh mệnh khác nữa. Nhưng ông ấy vốn không hiểu tại sao người ngoài tinh lại đến tìm mình. Trên trái đất có nhiều người như vậy, tại sao người ngoài tinh lại tìm đến người thất bại nhất này chứ? Vấn đề này thì cho đến gần đây, ông Kimura mới hiểu ra là bởi vì năm sau có đại thảm họa sắp xảy ra, mà cách duy nhất để hóa giải trận thảm họa này chính là nằm trong sự việc sẽ xảy ra tiếp sau đây. Thời gian đến mùa xuân năm thứ 6, những cây táo của nhà Kimura vẫn không nở hoa. Còn tệ hơn là Kimura lại phát hiện một số thân cây táo đã bắt đầu bị lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ gục xuống vậy. Lúc này ông ấy mới ý thức được rằng những cây táo của mình không chỉ không thể kết trái, thậm chí nó còn đang đứng trước nguy cơ chết héo hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, toàn thân Kimura đứng trên bờ vực sụp đổ. Nghĩ lại những năm qua, chỉ vì một suy nghĩ của mình mà vợ con đã phải chịu khổ sở quá đỗi. Quay đầu nhìn lại thì ông chẳng nhận được gì, ngay cả đến những cây táo trong vườn cũng sắp không còn giữ được nữa rồi. Ông cảm thấy có lỗi với tất cả, và thế là ông ấy đã lại gần những cây táo và nói với chúng: xin lỗi vì đã khiến các ngươi phải chịu khổ rồi, bây giờ ta không cầu xin các ngươi khai hoa kết trái nữa, chỉ cầu xin các ngươi đừng có chết. Và cứ như vậy, ông Kimura đã dành nhiều ngày để nói lời xin lỗi với tất cả mọi cây táo. Ông ấy vừa xin lỗi vừa cổ vũ, mong rằng chúng có thể gắng gượng qua được. Duy nhất chỉ có hàng táo ở sát vườn nhà người khác là ông ấy không có nói chuyện với chúng, bởi vì Kimura không muốn hàng xóm nhìn thấy cảnh mình nói chuyện với cây táo. Tuy nhiên kỳ tích vẫn không xảy ra. Hơn 800 cây táo trong 4 vườn táo của nhà Kimura đang dần dần đến gần với cái chết. Điều đáng chú ý là toàn bộ hàng cây mà Kimura không nói chuyện lại bị chết trước. Còn những cây táo còn lại dường như đã nghe thấy những lời động viên của ông Kimura. Chúng đã nỗ lực vùng vẫy để sinh tồn. Nhưng trong lòng Kimura cũng biết rõ chúng cũng không thể gắng gượng được bao lâu nữa đâu. Tối ngày 31 tháng 7 năm 1985, ông Kimura lúc đó đã quá đỗi tuyệt vọng. Ông ấy mang theo một sợi dây và đi vào núi sâu. Ông cho rằng chỉ cần mình biến mất thì mọi người sẽ đều được giải thoát. Thế nhưng đúng vào lúc ông ấy chuẩn bị kết thúc tất cả, đột nhiên Kimura nhìn thấy phía trước có một cây táo. Trong lòng ông ấy nghĩ, ở trong núi sâu không thể nào có cây táo được. Đây chắc chắn là có ai đó đã phun thuốc trừ sâu để trồng rồi. Nhưng mà cũng không đúng, ở đây là núi sâu mà, làm gì có ai lại đi trồng táo ở đây cơ chứ. Và vì để làm rõ chuyện này, ông Kimura đã lao đến chỗ cây táo. Nhưng rồi lại phát hiện đây không phải cây táo mà là một cây sồi. Tuy nhiên dù cho có là cây sồi hay cây táo thì điểm mấu chốt lại nằm ở chỗ lá ở trên cái cây này trong tình trạng không phun thuốc trừ sâu mà lại vẫn có thể mọc được khỏe mạnh tốt tươi đến như vậy. Lúc này ông Kimura chợt lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi, cây ở trong rừng hoàn toàn không có phun thuốc trừ sâu nhưng chúng lại rất tươi tốt. Tại sao tự nhiên lại không cần phải phun thuốc trừ sâu chứ? Kimura bừng tỉnh ngộ. Ông ấy phát hiện trước kia con người đã ra sức phun thuốc trừ cỏ trừ côn trùng, diệt hết mọi kẻ thù tự nhiên cho cây táo. Nhưng chính điều này lại khiến cho cây táo ngày càng yếu đi. Do đó, vì để bảo vệ cho cây táo đang ngày càng yếu đuối, con người đã liên tục cải thiện thuốc trừ sâu và tăng số lần phun thuốc. Hành động này không chỉ khiến cho cây táo ngày càng bị yếu thêm, thậm chí nó còn làm ô nhiễm đất trồng. Nghĩ đến đây thì ông Kimura đã bốc một nắm đất ở dưới chân lên. Ông ấy phát hiện đất ở trong núi có một mùi hăng. Kimura suy đoán rằng mùi hăng này chắc là đến từ một loại xạ khuẩn. Nó có thể chuyển hóa đạm khí trong không khí thành dinh dưỡng tồn trữ trong đất. Mà đạm lại là một trong những nguyên tố quan trọng cần thiết cho sự sinh trưởng của thực vật. Lúc này thì ông Kimura lại đột nhiên lạc quan trở lại. Ông chạy như bay về nhà, chỉ mong sao cho trời mau sáng. Sáng sớm hôm sau, ông ấy đã rất hào hứng chạy ngay ra khỏi nhà, thu mua thật nhiều đậu tương chất lượng thấp với giá rẻ nhất, rồi đem đậu tương về để rắc khắp vườn táo. Bởi vì đậu tương sau khi nảy mầm, rễ của nó sẽ có rhizobia cộng sinh, nó cũng sẽ tập trung nitơ trong không khí, cũng có hiệu quả giống xạ khuẩn. Một khoảng thời gian sau, khi ông Kimura đến thăm vườn táo,
Ông không dám tin rằng cả vườn táo của mình giờ đã biến thành công viên của bầy côn trùng. Kimura ngước đầu lên thì nhìn thấy một con côn trùng to bự. Bất ngờ một con ếch đã nhảy ra và nuốt chửng luôn con côn trùng ở ngay trước mắt. Mà phía sau con ếch còn có một con rắn đang hùng hùng hổ hổ, thậm chí còn có thỏ hoang, chuột hoang. Vườn cây vốn dĩ đang rất vô hồn, lắc mình một cái đã biến thành một vườn cây màu xanh tràn trề sức sống. Điều khó tin nhất là những cây táo vốn đã sắp chết khô kia lại bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Mọi thứ đều đang chuyển biến rất tốt. Sự thay đổi mạnh mẽ như thế này đã khiến cho gia đình Kimura nhìn thấy được hy vọng. Năm sau đó, vào một buổi sáng sớm năm 1986, khi chủ nhân của vườn quả bên cạnh nhà ông Kimura đang làm việc trong vườn nhà của mình, bất ngờ có một làn hương thơm nhẹ nhẹ bay đến. Anh ta ngước lên nhìn thì phát hiện vườn táo của nhà Kimura đã nở đầy hoa. Tại giây phút đó, người hàng xóm này thực sự không cả dám tin vào mắt mình. Anh ta đã ngay lập tức lao xuống núi để báo tin tốt này cho vợ chồng Kimura. Hai vợ chồng nghe xong liền chạy ngay lên núi. Quả nhiên đã nhìn thấy vườn quả của mình nở đầy hoa táo trắng. Đứng trước cảnh tượng này, hai vợ chồng Kimura cảm động không thốt nên lời. Vì giây phút này mà hai vợ chồng đã nhẫn chịu khổ sở trong suốt hơn 9 năm. Cho dù thời khắc này đã qua đi được 30-40 năm rồi, nhưng mỗi khi mà Kimura nhắc lại sự việc này thì ông ấy vẫn mừng rỡ như ngày nào. Cứ giống như là việc này mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua thôi vậy. Ông Kimura nói, mọi người đều cho rằng vì sự nỗ lực của tôi nên cây táo mới nở hoa. Nhưng thực sự thì sự cố gắng không phải là của tôi mà là của những cây táo. Không phải là tôi đang khiêm tốn, trước kia tôi đã không hiểu được đạo lý này. Tôi cứ luôn nghĩ là tôi đang trồng táo, là tôi đang quản lý chúng. Thế nhưng trên thực tế, điều mà tôi làm được chỉ là phối hợp. Trên đây là nguồn gốc ra đời quả táo thần kỳ của Kimura, cũng là câu chuyện bề mặt mà nhiều người có thể đã biết. Thế nhưng ngay sau khi Kimura đã nổi tiếng, thật ngạc nhiên là ông ấy lại đã nói cho mọi người biết câu chuyện mà ông ấy vào phi thuyền năm xưa không chỉ có vậy. Tối ngày hôm đó, người ngoài tinh còn nói với ông ấy một lời tiên tri có liên quan đến toàn thể nhân loại. Thời gian quay trở lại tối ngày hôm đó, sau khi người ngoài tinh đưa Kimura tham quan xong phi thuyền, họ đã cùng bước vào một căn phòng và nhìn thấy người đang ngồi trong căn phòng đó lại là Socrates. Nhưng trong lòng ông Kimura biết rõ phía bên kia không phải là con người. Trước mặt ông ta có nhiều tấm bia đá đang lơ lửng ở trên không trung. Mỗi một tấm bia đá tượng trưng cho một năm. Tiếp đó Socrates nói, đây là bia niên sử tương lai trái đất của các ngươi, nhưng bia đá của các ngươi thì không còn mấy nữa. Kimura tò mò bước lên phía trước. Ông ấy có thể dùng tay để lật chuyển những phiến đá này. Trên đó có rất nhiều ký hiệu đặc biệt. Khi Kimura nhìn vào những ký hiệu này thì trong đầu của ông ấy sẽ xuất hiện những hình ảnh cứ giống như là đang xem phim vậy. Ông liếc nhanh về tương lai của trái đất, vừa xem vừa đếm, cho đến phiến đá cuối cùng thì ông ấy nhìn thấy trên đó có viết 2032. Xem xong, Kimura rất căng thẳng. Ông hỏi Socrates liệu đây có phải là biểu thị rằng vào năm 2032 con người sẽ bị diệt vong không? Socrates đáp, không phải. Cảnh tượng hiển thị trên phiến đá là biểu thị nếu con người không thay đổi, vậy thì năm 2032, trái đất sẽ đạt điểm tới hạn của sự sụp đổ. Qua năm đó, mọi thứ sẽ không thể thay đổi và sẽ đi đến hồi kết. Nói một cách khác, 2032 không phải là thời gian của ngày tận thế, mà nó là một điểm ngoặt. Nếu lựa chọn đúng thì con người sẽ không sao, còn nếu lựa chọn sai thì sẽ diệt vong. Điều đáng chú ý là, trong quá trình lật qua những phiến đá này, ông Kimura có đặc biệt để ý đến năm 2025. Ông ấy nói vào năm này sẽ có đại sự xảy ra. Trên phiến đá ông nhìn thấy một ngôi sao màu xanh lá sẽ tiến đến gần trái đất. Tiếp sau đó thì trái đất sẽ xảy ra một loạt thảm họa. Ông ấy không thể xác định được những thảm họa này có phải đều là do ngôi sao xanh lá đó gây ra hay không. Nhưng ông có thể chắc chắn một điều là không lâu sau khi ngôi sao xanh đó xuất hiện thì thảm họa đã xảy ra. Thảm họa có dông bão, thiếu thốn lương thực và cả động đất. Và đây cũng là lý do tại sao hiện nay có rất nhiều người Nhật lại quan tâm đến tiên tri của ông Kimura đến vậy. Trước kia chúng ta cũng đã từng nói về một cuốn truyện tranh tiên tri rất nổi tiếng của Nhật Bản, Tương lai mà tôi nhìn thấy. Cuốn sách này được xuất bản vào năm 1999. Thế nhưng trong sách lại có thể tiên tri một cách chính xác thời gian xảy ra trận đại động đất 3.11 tại Nhật. Và căn cứ theo Tatsuki, tác giả của cuốn sách, ngày 5 tháng 7 năm 2025, núi lửa ngầm giữa Nhật Bản và Philippines sẽ phun trào. Nước biển sẽ dâng trào dữ dội, cứ giống như là nước đang sôi sục vậy. Tiếp sau đó sẽ dần lên sóng thần cực lớn. Cuối cùng thì trận thảm họa này sẽ hình thành một lục địa mới, nối các nơi gồm Nhật Bản, Đài Loan, Philippines lại với nhau. Nội dung chi tiết thì mọi người có thể xem lại trong video này nhé. Do Tatsuki đã tiên tri chính xác rất nhiều sự kiện, do đó tiên tri sắp xảy ra vào năm 2025 này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Thậm chí còn có người suy đoán rằng nếu như sự việc này thực sự xảy ra, vậy thì nguyên nhân khiến cho nó xảy ra rất có thể chính là do thiên thạch. Điều này dường như là khớp với ngôi sao màu xanh mà Kimura đã nhìn thấy. Trên thực tế, đúng là có một số chuyên gia từng cho rằng thiên thạch đúng là sẽ có thể gây ra loại thảm họa như thế này. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà tiên tri của ông Kimura lại được nhiều người quan tâm đến như vậy.
Bởi vì cho dù là về thời gian hay là miêu tả chi tiết về thảm họa xảy ra, thì tiên tri của Kimura và Tatsuki đều có sự trùng hợp rất cao. Mà người đưa ra lời tiên tri cho Kimura lại còn là người ngoài hành tinh. Thế nhưng thực ra thì lúc mới đầu, ông Kimura vốn cũng không cho rằng tiên tri của mình sẽ thật sự xảy ra. Trên thực tế, ông ấy thậm chí còn không cho rằng chính mình lúc đó đã thật sự nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ông ấy cứ ngỡ rằng là do mình quá mệt mà đã sinh ra ảo giác, hoặc là do mình đã có một giấc mơ rất chân thực mà thôi. Cho đến về sau này, khi ông ấy cùng vợ xem TV, thì thấy có một chương trình đang phát một đoạn liên quan đến một trường hợp người ngoài hành tinh bắt cóc người trái đất. Khi màn hình chuyển đến người bị bắt cóc, ông Kimura đã rất ngạc nhiên và kêu lên: "Tôi biết cô ấy." Phản ứng như thế này khiến cho người vợ đang ở bên cạnh ông cảm thấy rất khó hiểu. Kimura rất kích động và giải thích với vợ rằng cô gái tóc vàng kia chính là người con gái da trắng mà ông đã nhìn thấy ở trong phi thuyền ngoài hành tinh. Càng khó tin hơn là khi ông ấy vừa dứt lời, cô gái tóc vàng kia lại nói trong chương trình rằng ở trong phi thuyền cô ấy còn nhìn thấy hai người trái đất. Một là người da trắng nằm cạnh cô ấy, người còn lại là một người châu Á thân hình nhỏ nhắn. Anh ta đeo một cặp kính và đứng cạnh người ngoài hành tinh. Lúc đó hai vợ chồng Kimura thực sự không cả dám tin nữa. Sau này có cơ duyên trong một dịp, Kimura đã quen được với người sản xuất chương trình đó. Ông ấy là một nhà sư rất nổi tiếng của Nhật, Joshin Takano. Ông ấy nói với Kimura, hiện tại cô gái tóc vàng đó đang ở Pháp. Một thời gian nữa, ông ấy sẽ sắp xếp cho hai người được gặp mặt. Ngoài ra ông ấy còn nói cho Kimura biết, ông ấy cho rằng ngôi sao màu xanh mà Kimura nhìn thấy có liên quan đến tiên tri ngày tận thế của tộc người Hopi. Căn cứ theo cách nói của người Hopi, hiện tại chúng ta đang ở thế giới thứ tư, mà thế giới này sắp phải kết thúc rồi. Đến lúc đó sẽ xuất hiện 9 dấu hiệu, và 8 dấu hiệu trong đó thì đã xảy ra rồi. Trong đó dấu hiệu thứ 9 có nhắc đến, sẽ có một ngôi sao màu xanh lam từ trên trời xuống. Không lâu sau đó, thế giới thứ tư sẽ kết thúc, bước vào thế giới thứ năm. Có lẽ sẽ có người nghĩ, thứ mà người Hopi nói là ngôi sao xanh lam, còn thứ mà Kimura nhìn thấy lại là ngôi sao xanh lá. Như ông Takano lại nói, chẳng có lẽ ngôi sao xanh lá mà ông Kimura nói chính là ngôi sao xanh lam mà người Hopi nói, và năm sau là thế giới thứ tư phải kết thúc rồi sao? Hiện nay video của phỏng vấn ông Takano đã vượt qua 2,6 triệu lượt xem. Rất nhiều người đều đang lo lắng liệu năm sau có xảy ra thảm họa gì thật không? Thực ra có những việc chúng ta có lo lắng cũng không tác dụng. Hơn nữa trong tiên tri của Kimura, người ngoài hành tinh đã nói với chúng ta, thực sự đáng sợ không phải là 2025, mà là nếu con người cứ tiếp tục phương thức sống như hiện nay, vậy thì sau năm 2032 đó sẽ xảy ra sự việc còn nghiêm trọng hơn nữa. 11 năm trước, trên diễn đàn TED, ông Kimura có nói, trong lịch sử có 3 quả táo quan trọng đã thay đổi vận mệnh của loài người. Quả táo đầu tiên bị Adam và Eva ăn mất, quả táo thứ hai rơi trúng vào Newton, quả táo thứ ba bị Steve Jobs ăn mất một miếng, và quả táo thứ tư sẽ đánh thức ký ức đang ngủ say của toàn thể nhân loại. Phần ký ức đó nhắc nhở chúng ta trở về với thiên nhiên và tôn trọng tự nhiên, bởi vì thứ mà tự nhiên ban cho chúng ta mới là tốt nhất. Từ khi con người phát triển nhanh chóng cho đến nay, chúng ta vẫn luôn chỉ chú tâm đến tiền bạc. Chúng ta phân tách mình khỏi thiên nhiên, thậm chí cho rằng sản phẩm nông nghiệp mà chúng ta canh trồng cũng nên tách khỏi thiên nhiên. Loại tư tưởng sai lầm này khiến cho chúng ta trong quá trình trồng cây nông nghiệp đã sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón quá độ. Trong ngắn hạn, nhìn thì giống như là đã giải quyết được vấn đề, nhưng về dài hạn thì lại khiến cho cây trồng trở nên ngày càng yếu hơn, đồng thời đưa các chất có hại vào trong chu trình sinh thái, cuối cùng là ảnh hưởng đến mọi sinh mệnh. Thực ra không chỉ là cây trồng, ở các phương diện khác cũng là như vậy. Ví dụ như các thương nhân vì muốn kiếm tiền cho nên đã hạ thấp chất lượng của sản phẩm, và còn tất cả các quốc gia đang trong quá trình phát triển đã từ bỏ việc bảo vệ tự nhiên mà lựa chọn ô nhiễm môi trường chỉ vì để nhanh chóng phát triển. Cuối cùng con người mắc bệnh rồi mới lại tiêu tiền để điều trị. Nhưng tiền thì không sao mua lại được sức khỏe, càng không thể mua lại được giới tự nhiên. Và quả táo thứ tư của Kimura đã đang thức tỉnh chúng ta. Từ lâu mẹ thiên nhiên đã ban tặng thứ tốt nhất cho chúng ta. Học cách chung sống hài hòa với thiên nhiên, con người mới có thể không bị diệt vong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.